chiến binh số 6, anh là người của hội kín Kisaraji. Và ngay lúc này, anh đang bị hai cô xếp giao cho nhiệm vụ phải đi tuần tra một hành tinh được cho là có sự sống giống như ở trái đất. Ban đầu thì cũng ừ ừ vâng vâng chứ khi nhận thức được nhiệm vụ thì anh đã thắc mắc về toàn bộ cái nhiệm vụ này. Cụ thể là nếu có cỗ máy có thể giúp anh dịch chuyển trong không gian thì anh muốn đến thế giới toàn các cô gái ngực khủng. Với cả anh cũng không hiểu cái việc cả hai nhìn như đang cosplay này ra gì. Cả hai cô sếp là Belia và Ata rốt đều tức giận vì anh bảo họ đang cosplay nhưng anh là người có gan bật lại hai cô sếp này nên họ đã cho anh biết một việc. Đó là vào lúc họ chiếm được thế giới này thì họ sẽ chính thức bị cắt giảm nhân sự, nói cách khác là bị đuổi việc. Anh không chấp nhận việc đó và cứ sấn tới đòi Ata rốt bồi thường vì đã chỉnh sửa cơ thể anh. Cô vì muốn số 6 bình tĩnh nghe giải thích nên đã đóng băng hai tay của anh lại. Anh bị đưa đến chỗ của tiến sĩ Lilith. Cô đã chế ra một cỗ máy và số 6 thấy thứ này như mấy cỗ máy dịch chuyển từ phim ra, và điều anh nói là đúng. Đây là cỗ máy dịch chuyển thật, Lilith còn cẩn thận làm ra thêm một cô gái máy móc tên là Alice để gửi đi theo hỗ trợ anh. Alice cảnh báo số 6 là nếu động tay động chân thì lõi phản ứng trong cô sẽ phát nổ. Nhưng Alice lại liên tục bảo số 6 là đồ ngốc khiến anh từ chối rắc theo một con nhóc độc mồm như này. Lilith cũng đưa cho anh thêm một thiết bị để lúc cần thì anh có thể gửi yêu cầu vật tư về cho tổ chức để họ gửi lên. Atta rốt cho anh hai nhiệm vụ. Đầu tiên là đến đó và xây nên một căn cứ và thiết lập máy dịch chuyển về tổ chức. Và thứ hai là điều tra chiến lược và tài nguyên của bản địa. Họ tin anh sẽ làm được vì Atta rốt cho rằng anh là một trong những người đầu tiên khi tổ chức thành lập và là người duy nhất cô có thể tin cậy. Anh đã cảm ơn vì được cùng đồng hành với mọi người trong tổ chức. Atta rốt muốn anh phải nhớ gửi báo cáo về thường xuyên. Anh đã đồng ý tất nên chỉ xin Atta rốt cho anh ôm một cái trước khi rời đi nhưng nhận ra ý đồ bất chính của sáu nên cô đã sút anh vào máy dịch chuyển. Anh sau đó đã nói lời từ biệt và tin một thiên tài như Lilith sẽ để anh đi an toàn, nhưng Lilith có vẻ ấp úng nên anh hỏi đã thử nghiệm mấy lần rồi. Lilith chỉ thử nghiệm có vài lần và đều chắc chắn là mọi thứ sẽ ổn. Anh éo tin cục giác này sẽ đưa anh đi an toàn nên quyết định lúc nào mà về là anh tính sổ với Lilith đầu tiên. Nếu không phiền thì anh em cho S xin 1-2 phút để kiếm thêm chút tiền tiêu Tết. Cụ thể là mình muốn giới thiệu đến anh em con game mobile hay nhất của năm vừa thắng giải tại sự kiện TGA danh giá. Đó chính là Honkai Star Rail. Honkai Star Rail là một tựa game nhập vai chiến thuật có chủ đề khoa học vũ trụ kỳ ảo anh em hẳn cũng đã chẳng còn xa lạ với nhà phát triển Hozovert, nhà phát triển cho tựa game nổi tiếng Genshin Impact và cũng là nhà phát triển cho cả tựa game Honkai Star Rail này. Honkai Star Rail là một tựa game miễn phí đa nền tảng có chia sẻ dữ liệu, giúp bạn có thể chơi mọi lúc mọi nơi, từ trên mobile, PC và cả PlayStation. Đặc biệt game có hỗ trợ tiếng Việt cho anh em nào hơi yếu trong ngoại ngữ. Sắp tới đây game sẽ có một bản cập nhật mới là phiên bản 1.6 với chủ đề Vương Miện của phàm nhân và thần thánh. Ở phiên bản này, nhà khai phá sẽ quay trở lại trạm không gian Herta. Ở đây, chúng ta sẽ được gặp gỡ thánh nữ Du Ân Mây và cùng cô giải quyết những vấn đề mới phát sinh ở trạm không gian tại một khu vực mới mang tên là Khoang Cách Ly với nhiều sự bí hiểm hấp dẫn. Tất nhiên phiên bản mới thì sẽ đi cùng với các nhân vật và banner mới. Sau banner của thánh nữ Du Ân Mây ở nửa đầu phiên bản, cụ thể là từ sau ngày 17 tháng 1 thì ta lại có thêm banner của một nhân vật mới là tiến sĩ Ratio. Học giả của hội tri thức cũng là kẻ được mạnh danh là người hủy diệt tri thức. Ông Hoàng Vật Lý, nhà bác học đội một cái đầu thạch cao và phải nói là cực phong độ và đập trai. Trong game tiến sĩ Ratio là nhân vật năm sao có thuộc tính số ảo và vận mệnh săn bắn với khả năng gây sát thương đơn mục tiêu cực tốt với đòn đánh theo sau đặc biệt khi tấn công những kẻ địch chịu nhiều hiệu ứng xấu. Đặc biệt hơn là tất cả người chơi tham gia vào Honkai Star Rail phiên bản 1.6 có thể nhận được tiến sĩ Ratio một cách hoàn toàn miễn phí để kỷ niệm. Việc game đã thành công thắng giải game mobile hay nhất của năm tại sự kiện thay game Awards danh giá cũng như trên hai cửa hàng là CH Play và App Store. Ngoài những thứ ở trên thì game sẽ đem đến cho ta thêm vài sự kiện khác, bao gồm trải nghiệm nuôi pet bánh tại trạm không gian qua sự kiện chính thử thách bản thân với boss tuần mới mang bọ chúa hủy hoại Scarakabas, vũ trụ mô phỏng và tính năng mới kể chuyện hư cấu. Ngoài ra, hai nhân vật năm sao rất được yêu thích. Thành viên của đội thợ săn là Blade và Kafka sẽ quay trở lại lần lượt tại Phase 1 và 2 và còn rất nhiều những hoạt động. Sự kiện hấp dẫn khác như đăng nhập nhận 10 vé quay đặc biệt và nhận rất rất nhiều ngọc ánh sao, vân vân. Game sẽ cho người chơi thêm hai gift code để anh em sử dụng. Cốt mình sẽ để ở phần mô tả và bình luận và mỗi cốt chỉ có thể sử dụng vào mỗi face nên cần lưu ý thời gian. Và còn chần chừ gì nữa mà không tải ngay Honkai Star Rail về mà trải nghiệm nhỉ. Link mình sẽ để ở phần mô tả cùng với GIF code còn không thì anh em có thể lên Google Play hoặc App Store để tải luôn cho tiện. Còn giờ thì tiếp tục với phim. Anh sau đó bị dịch chuyển đến hành tinh khác nhưng sắp rơi từ độ cao 30.000m. 30 anh hỏi Alice có cơ chế bay không thì nhỏ được mỗi cái phát nổ. Nhưng vẫn có mang theo dù, cả hai để ý thấy phía xa có một thành phố nên khi tiếp đất. Alice đã tiêm cho sáu một liều thuốc nano để đề phòng sáu bị nhiễm bệnh ở đây, đồng thời Alice cũng cho biết là họ cần ít nhất một tháng thì mới có thể dịch chuyển ổn định về lại, nên xem chừng việc ở đây sẽ phải mất khá nhiều thời gian. Cả hai sau đó đã hướng đến thành phố kia để bắt đầu điều tra trước. Sáu than phiền về vụ đi bộ và muốn Alice gọi về cấp cho anh con xe, nhưng để có xe thì anh phải có điểm tà ác. Điểm tà ác là điểm anh có được thông qua làm việc xấu, mọi việc xấu sẽ được con chip trong não ghi lại và cộng điểm cho anh. Người ta thì dùng điểm để nâng cấp bản thân hoặc mua vũ khí còn sáu thì chắc là toàn dùng điểm để đổi sách hai tên. Đột nhiên cả hai bị một đàn quái vật đuổi theo buộc sáu phải sách Alice lên mà chạy. Anh sau đó đứng lại nổ súng nhưng lũ này quá đông và sức còn ngang ngửa sáu. Anh buộc phải cầu xin Alice giúp đỡ nhưng nhỏ tự ái việc bản thân chỉ là một cục giác nên không giúp được gì. Anh đã phải xin lỗi và Alice yêu cầu anh cho nhỏ một khẩu súng thì mới giúp được. Ngay khi đồng ý thì Alice đã yêu cầu một khẩu súng và giúp Sáu thoát khỏi tình thế ngặt nghèo. Đột nhiên có một đoàn kỵ sĩ ở thế giới này đi đến và sau khi nghe vài lời thì con chip đã giúp Sáu hiểu được ngôn ngữ ở đây. Alice đã đứng ra vẽ một kịch bản để lừa cô kỵ sĩ đây và được cô chấp thuận. Cô là Snow và là đoàn trưởng đoàn kỵ sĩ tại đất nước này. Alice sau đó đã thỏa thuận để Snow cho cả hai vào thành trì và đột nhiên Snow lại nở một nụ cười xào trá. Lúc đến cổng, Sáu có để ý thấy chiếc xe tăng cũ được trưng bày ở đây. Theo lời Snow thì nó là một vũ khí đã bảo vệ họ từ xa xưa và họ đã dùng ma pháp để bảo tồn nó. Nghe việc ở đây có ma thuật thì Sáu lại lên cơn mà thử xem bản thân có xài được hay không. Snow sau đó đã đưa cả hai đến gặp công chúa là Tiris. Công chúa khá xinh khiến số Sáu ngắm mãi không rời mắt. Công chúa đã cho cả hai biết về việc họ và ma tộc đang có xích mích. Vì phía ma tộc bị một con quái gọi là Sa Vương làm cho khô cằn đến mức phải đi xâm lược để mở rộng đất đai và họ xin được mượn sức mạnh của sáu để bảo vệ bờ cõi snow sau đó đã dẫn cả hai đi tham quan cung điện và alice biết thừa lý do snow mang họ về đây là để lợi dụng sức mạnh của sáu để trục lợi snow cũng đành dở bộ mặt thật và cho biết cô rất yêu tiền tài danh vọng nên muốn hợp tác với sáu anh không thích khiến cả hai quay ra cãi lộn alice để ý thấy có một cỗ máy ở ngoài này thì snow cho biết đây là thứ để gọi mưa nhưng thời gian gần đây đã bị hỏng alice sẽ tự sửa được nên snow sẵn sàng chịu trách nhiệm cho cả hai sau khi alice mở ra cắm dây lại thì nó đã được sửa và sáu đã đặt cho cỗ máy một cái mật khẩu hết sức ngớ ngẩn nhằm bắt tiris sau này công bố mật khẩu thì sẽ phải nói cái mật khẩu đó trước toàn dân và anh sẽ được một đống điểm tả ác nhưng điều đó đã bị tiris nghe được và cả hai bị bắt đến trước nhà vua chịu tội ông muốn trách phạt nhưng vì cả hai có công sửa nên sẽ được thả đi tiris đã dùng thân phận công chúa để xin được thu nạp cả hai vua đã nghe theo con gái và alice nhận thấy người cai trị nước này là tiris chứ không phải ông vua nhưng snow không thích bỏ qua dễ như vậy cô sau đó cho rằng sáu là gián điệp nhưng anh nhắc lại việc snow đã nói là sẽ chịu trách nhiệm thế là chiều hôm đó sáu được phong làm đội trưởng đội biệt kích còn snow bị giáng chức xuống làm cấp dưới của anh cả hai giờ đây lại được dịp lên mặt với snow và cô thì cực kỳ cay cú mà không thể làm được gì hôm sau cả hai đã bắt đầu tuyển người vào đội biệt kích đa phần toàn là người giả và phụ nữ do đàn ông thì hẹo hết do chiến tranh rồi Snow đã đưa cho Alice một danh sách về những người có thể tuyển được và Alice chỉ chọn ra được hai người. Người đầu tiên là Rose, một cô gái nhưng đã bị thí nghiệm để trở thành một chimera, một người mà ăn thứ gì thì sẽ có năng lực từ sinh vật đó. Sáu thấy thích vì anh cũng là người đã qua phẫu thuật để trở thành một chiến binh. Rose ngửi thấy mùi gì đó khá thơm nên Sáu đã lấy ra bịch lương khô mà anh để dành chưa ăn. Anh sẵn sàng cho Rose nếu nhỏ nghe theo lệnh của anh, còn người thứ hai là Grim, một cô gái ma pháp sư nhưng ngồi xe lăn. Grim có hỏi Sáu đã có người yêu chưa vì cô vẫn đang độc thân. Tình cờ thì anh cũng chưa có người yêu. Anh muốn biết Grim thờ thần nào thì cô thờ thần tai họa nên anh xem đó là tà thần. Grim không chấp nhận và đòi khoe hàng để ép Sáu rút lại lời vừa rồi. Nhưng anh chủ động làm luôn chứ khỏi cần cô dụ. Grim cho rằng anh đã làm đến vậy thì phải chấp nhận chịu trách nhiệm với cô. Snow thì không thể chấp nhận một người như Sáu làm chỉ huy nên đòi chiến với Sáu một trận để giành quyền. Nhưng anh đã đưa tay bóp bởi Snow khiến cô vác kiếm đuổi đánh. Công chúa Tiris tìm đến nên Sáu đã lấy công chúa ra để cản Snow. Tiris muốn Sáu coi trọng Snow một chút vì Snow từ nhỏ đã rất kiên trì. Còn lý do cô đến đây là để thông báo việc cả hai sẽ ở chung một phòng do quân doanh đã hết chỗ. Lúc về phòng Sáu muốn nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ để còn sớm trở về. Hôm sau, đội của Sáu đã lên đường đi đánh bại doanh trại của địch. Nhưng cứ đánh trực diện vào trại địch là ý kiến tồi nên Sáu nghĩ ra cách là cắt hậu cần của địch. Đơn vị hậu cần của địch toàn bọn yếu nên dễ đánh và anh có thể phóng đại công trạng để lấy tiền, họ sau đó đã chặn đường tiếp tế của địch và xử lý hết đám vận chuyển. Anh bảo Rose lấy hết đồ cần thiết còn lại đồ không cần thì đốt. Rose đã khè lửa đốt hết đi nhưng đúng lúc này thì một nữ tướng tìm đến. Anh nhìn trang phục là biết cô ta là cán bộ cấp cao của địch, cô ta nhận thấy Sáu có tiềm năng nên đưa ra offer mời anh về quân đội ma tộc. Bên đó nghe có vẻ ngon ăn và đãi ngộ tốt nên anh định xin qua nhưng hội kia không cho anh đi nên anh đành phải từ chối cô ta sau đó giới thiệu bản thân là hai ne và sẽ đòi lại tiếp tế cô ta bắn lửa thì sáu liên tục né và yêu cầu những người khác giúp nhưng rose thì nhát snow thì sợ kiếm hỏng alice thì chịu còn grim thì ngủ anh tự mình chiến đấu và alice đã lấy súng bắn vào con điều sư của hai ne đột nhiên một tên quỷ tướng nữa xuất hiện sẵn thấy grim thì hắn đập vỡ đầu grim luôn sáu đã rất tức giận còn tên quỷ này thì yêu cầu hai ne trở về cô ta theo lệnh cấp trên ra về còn tên quỷ thì định xử lý cả hội của sáu rose đã phun lửa vào hắn snow thì dùng kiếm còn alice thì dùng súng sáu đã tức giận với cái chết của grim nên yêu cầu alice lấy cho anh món vũ khí từ trái đất nhưng tên quỷ bị quân đến gọi về nên hắn quyết định tha cho cả nhóm sau quyết định lần sau gặp lại phải tính sổ cho hắn còn giờ thì mang grim đi an táng nhưng snow cho biết grim không dễ chết như vậy họ chỉ cần đưa grim về điện thờ là cô sẽ tự hồi sinh vì cô là đại tư tế của tà thần nên được tà thần bảo hộ cũng vì vậy nên grim luôn bị đem đi làm quân cảm tử còn quân lính của họ thì đã bại trận trở về cả nhóm sau đó đã đưa grim đến điện thờ để hồi sinh chỉ cần đặt vài món đồ chứa chấp niệm lên là đến nửa đêm grim sẽ tự hồi sinh ai nấy đã về trước còn sáu thì ở lại chờ và grim đã hồi sinh thật anh cho biết lý do bản thân ở lại là vì lo grim sẽ cô đơn anh sau đó cho grim cái xe lăn mới và đưa cô đi phượt trong đêm cô rất quý sáu vì anh đối xử với cô không giống những người khác cô cũng khuyên thật là sáu và alice nên rời khỏi quân ngũ sớm nhưng anh đã có cả một đội toàn nữ nên không dễ gì mà từ bỏ cả hai sau đó đã đi phá đám những cặp đang phát cơm chó trên đường để rồi cả hai bị công an giữ lại cứ tưởng cô sẽ đồng cảm với việc bị phát cơm chó nhưng cô công an cũng đã có bạn trai thế là grim quyết định nguyền rủa cô công an grim có thể nguyền rủa người ta nhưng nếu thất bại thì grim sẽ là người dính nguyền việc grim không đi được cũng là do cô bị phản nguyền nhưng lời nguyền chỉ là grim sẽ không đi được giày grim sau đó nguyền rủa tiếp thì lại bị phản nguyền mà lăn ra chết nên sáu lại phải vác cô về điện thờ hôm sau quân đội nghe tin đoàn quân của ma vương đã rút khỏi đất nước sáu tìm đến và nói đây là công anh đã làm tên quan tham mưu éo tin và bảo anh xạo lờ nên anh đã nói ra việc bản thân đã cắt tiếp tế của địch khiến chúng không còn thứ để duy trì quân lực nhà vua nhận thấy dũng sĩ đang sắp dẫn dắt họ đến chiến thắng Sáu nghĩ bản thân là dũng sĩ mà nhà vua nói, nhưng Tiris cho biết dũng sĩ phải có dấu ấn trên tay. Sáu đem tay ra xem và anh cũng có dấu ấn màu tím gì đó. Nhưng Tiris nói đây là phép do một sinh vật kịch độc gây ra. Nhưng kỳ lạ là Sáu vẫn bình thường mà không có dấu hiệu của bệnh tật. Và rồi anh nhớ ra việc Alice đã tiêm cho anh nanobot để ngăn bệnh tật lúc mới đến thế giới này. Còn về vụ dũng sĩ thì anh trai của Tiris và là thái tử đã có dấu ấn đấy từ mấy năm trước rồi. Hụt hẫng nên Sáu đã bỏ ra ngoài thì gặp Rose chạy đến cầu cứu. Do Alice muốn nhỏ ăn thử con châu chấu vì Alice muốn Rose có được nhiều sức mạnh nhất có thể, nhưng Rose lại sợ nhất là côn trùng, Sáu đã giữ Rose lại để Alice đút thì Rose liên tục dãy dụa nhưng khi nghe bảo châu chấu ngon thì Rose lại có ý định suy nghĩ lại. Nhưng Rose quả thật vẫn không cần và dọa sẽ phun lửa khiến cả hai mới chịu buông tha. Cả hai sau đó thắc mắc lý do Rose làm cho quân đội trong khi bản thân cô có năng lực không hề yếu tí nào. Cô kể ra việc bản thân được ông tìm thấy tại một phế tích, ông đã đưa cô về nuôi dưỡng. Cô chỉ có ít ký ức về người ông và việc ông đang nghiên cứu về một viên đá thần có quyền năng khá lớn. Nhưng vì động đến cấm thuật nên ông đã mất mạng, nên cô muốn tiếp tục tư tưởng của ông và do không biết gì về nghiên cứu nên cô đã làm cho đất nước này để họ thay cô nghiên cứu. Cả hai thấy ngay Rose là loại dễ dụ nên quyết định tuyển cô làm cấp dưới chính thức, nhưng Rose nhìn bản mặt của cả hai rõ ràng là đang lợi dụng cô. Nhưng cả hai giả điếc và vờ như không biết gì hết. Tối đó, Sáu than vãn là tại sao mãi vẫn không có sự kiện dâm dê gì đến với anh. Anh than vãn đủ thứ nên Alice cho anh bóp hàng, nhưng đống silicon của một đứa loli thì chẳng khiến anh có cảm giác gì. Đang nói mấy chuyện bẩn bựa thì đúng lúc Snow đến và nghe thấy thì liền ngại đỏ mặt và nhắc anh nhớ đến họp quân ngũ để họp bàn chiến lược tác chiến. Được biết thì dũng sĩ đã tấn công một tòa tháp của ma tộc và bị bắt giữ nên họ cần phải tổ chức tấn công để cứu dũng sĩ. Không ai có kế sách gì chắc chắn và lão Tham Mưu đã bị sáu lăng mạ vì quá bất tài anh đã ra một đề xuất đó là đánh chiếm tầng đầu tiên của tháp và phóng hỏa để hun khói chúng nhưng các vị tướng đã từ chối vì những dũng sĩ như bọn họ không bao giờ chơi bẩn như vậy do đó nên sáng hôm sau khi trận chiến diễn ra sáu đã từ chối tham gia chiến đấu với quân đội của vương quốc vì anh cho rằng dù bây giờ có đi giúp đi nữa thì cũng méo thắng nổi vì lực lượng của địch quá chi là đông và hung hãn nhưng bọn họ lại thích đấu trực diện khiến anh cũng chịu snow vô cùng tức giận và cho rằng sáu là kẻ hèn nhát rồi bỏ đi chiến đấu luôn nhưng đến tận chiều thì cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Snow thì đã vác cái thân tàn ma dại quay về, trong khi đó Grimm vẫn đang mơ ngủ và cô đã thấy cảnh tượng bẩn bựa gì đó về Sáu cùng với Snow khiến cho Snow phải vội vã kêu cô dậy. Sau đó Sáu đã lợi dụng tình thế hỗn loạn để dùng súng để bắn đinh lên tường rồi từ từ leo lên trên đỉnh tòa tháp. Đang leo giữa chừng thì Snow đột nhiên cảm thấy mất sức vì trước đó lúc chiến đấu với lũ ma tộc, cô đã vung kiếm hơi quá tay nên sáu đành phải cõng cô và khi cô ấy áp sát người vào sáu thì anh hết sức là sung sướng vì hai quả bưởi của snow to quá trời snow nhận ra và đòi đâm thì anh nhắc cô nhớ đây là độ cao bao nhiêu khi leo lên được đỉnh tháp thì sáu cùng với cả nhóm đã lẻn vào phía sau lưng của hai tên chỉ huy và trong khi bọn chúng đang tự đắc thì sáu đã lao ra đá tên đầu dê rơi xuống phía dưới hắn kịp bám trụ lại và sáu đã dùng tên đầu dê này để làm con tin uy hiếp tên đầu bò phải đứng yên không được cử động nếu không anh sẽ ném đá xuống tên đầu dê để khiến hắn rơi xuống dưới sáu sau đó bắt mọi người dùng đá để ném cho tên đầu bò kia đến bất tỉnh sau khi trèo được lên trở lại thì đầu dê đã thấy đầu bò bị sáu đánh bại và sáu đã yêu cầu đầu dê phải dùng tiền để chuộc lại mạng thằng bạn khiến cho ai nấy cũng đều ngán ngẩm về độ chơi bẩn của sáu quay trở lại thành phố snow đã trả công cho sáu vì chiến công lần trước và cả lần này bằng một túi vàng bự khi biết được số tiền này có thể để một gia đình sống thanh thản suốt một năm thì Sáu quyết định bỏ nghề điệp viên và sẽ sống luôn ở đây nhưng Alice không cho phép. Hôm sau, Sáu cùng Snow đã được tổng tư lệnh ca ngợi vì chiến thắng ở tòa tháp và bọn họ lại tiếp tục nhận được một nhiệm vụ mới chính là đi ngăn chặn đoàn quân của hai này. Nhưng Sáu có hơi do dự vì ý kiến này là của lão già tham mưu luôn danh ghét anh, nên hiển nhiên là anh ngửi được mùi không thơm từ cái nhiệm vụ này. Nhưng Snow muốn anh cứ nhận nhiệm vụ này, vì nếu trận này thắng lợi thì phần thưởng hai thăng tiến cứ phải là miễn bản. Rất nhanh cả nhóm đã chuẩn bị lực lượng và quân đội để nghênh chiến với đoàn quân ma tộc do hai ne chỉ huy. Sáu biết rõ họ chỉ là con tốt mà lão tham mưu kia sắp xếp để đi nộp mạng. Vì lão muốn trả thù cậu vụ trước đó mà sáu đã lăng mạ lão ta. Alice đề nghị cứ đánh cho có lệ rồi rút lui chứ không cần phải dùng hết sức. Rất nhanh đội quân do hai ne chỉ huy cũng xuất hiện. Trong đó một con golem siêu to, nhưng chưa kịp ra lệnh thì cả đội quân đã chạy đi đánh lũ tép diêu và giao lại việc đối đầu với con golem cho nhóm của sáu tuy nhiên cả đội của sáu ai nấy đều kiếm cớ để trốn tránh nên sáu lại bị đùn đẩy phải chiến đấu với con golem đó anh bị nó dí cho cắm đầu chạy chạy mãi không phải cách nên anh liền lao tới đấm nó một cú nhưng anh quên mất là nó làm bằng đá khiến sáu phải ôm cái tay vì quá đau đớn không bỏ cuộc sáu liền lao lên đá nó một cú để rồi anh bị nó dùng hai tay đè xuống không khác gì bị núi đè nên sau không còn cách nào khác ngoài gỡ bỏ hết giới hạn sức mạnh của mình. Alice đã lao lên gắn một quả bom vào con golem rồi kích hoạt khiến nó nổ tung ngay lập tức sau. Khi gỡ bỏ giới hạn của mình thì Sáu đã bị tác dụng phụ là bất động trong vòng 3 phút khiến anh đã nhờ mọi người bảo vệ anh trong khoảng thời gian này. Nhưng Hane đã nhanh chóng xuất hiện để đối đầu với nhóm của Sáu, mọi người đã phải chiến đấu với cô ta cho tới khi Sáu có thể cử động trở lại. Còn con mắm Snow thì khóc lóc om sòm vì thanh kiếm mới mua của cô đã bị ne dùng ma pháp đánh cho tan chảy, sáu nhắc nhẹ là snow đừng làm loạn vì hiện tại anh không thể cử động nhưng con mắm này lại la làng lên cho hai ne biết đúng là không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu hai ne liền chuẩn bị tung đòn kết liễu sáu nhưng grim đã thi chuyển lời nguyền lên hai ne khiến cô ta không thể cử động ba phút cũng đã trôi qua và sáu đã có thể cử động trở lại thấy tình thế bất lợi nên hai ne lại đề nghị sáu gia nhập ma tộc lương của anh sẽ được gấp ba ngoài ra còn có mấy em hầu hạ phục vụ nữa sáu nghe thế thì liền đồng ý ngay và luôn trong lúc xém dụ được sáu thì snow đột nhiên lao lên chém bay mất một viên ngọc gì đó của hai ne khiến cô ta có vẻ lo lắng mà xin lại nhưng grim nhận ra đây chính là đạo ma thạch một vật xúc tác để ma pháp sư dùng được ma pháp và cũng chính là cội nguồn sức mạnh thiên vương của hai ne thế là hai ne đã phải làm người mẫu cho sáu chụp ảnh nghệ thuật để có thể xin lại được viên đá của mình còn sáu thì liên tục được tăng điểm tà ác nhờ việc này đám thuộc hạ của hai ne thì chết đứng khi thấy thủ lĩnh của mình lại làm mấy trò bẩn bựa nhưng cũng khá bổ mắt như thế kia còn snow thì rất khoái vì đã trả thù được cho thanh kiếm đã bị hai ne phá hủy nhưng chụp xong được bộ ảnh thì sáu loại nuốt lời mà không chịu trả lại nếu muốn thì hai ne cứ việc đến lấy nhưng sáu lại để viên ma thạch ngay chỗ ấy của mình khiến hai ne bất lực hai ne không muốn mất mặt thêm trước quân lính nên đành phải rút quân trong khi bản thân vẫn đang rất cay cú tối hôm đó mọi người đã có một buổi nhậu hết sức là vui vẻ để ăn mừng chiến thắng nhưng sáu đã nhậu quá trớn khiến snow đã phải vác anh về lại phòng khi quay về thì Snow đã gặp lão già tham mưu và lão ta đã dụ dỗ Snow là sẽ giúp cô phục chức và quay về đội kỵ sĩ. Đoàn của Vương quốc nếu cô chịu phối hợp với lão trong việc tìm chứng cứ chứng minh sáu là gián điệp, nhưng cô không định làm vậy vì dù sao mọi người cũng đã trở thành một nhóm. Tuy nhiên khi cô đến trước cửa phòng của sáu thì cô đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của sáu cùng với Alice. Và cô ấy đã nghe được việc cả hai chính là gián điệp được cử từ nơi khác tới. Mặc dù tội làm gián điệp chắc chắn sẽ bị xử tử nhưng Snow vẫn chỉ đuổi cả hai ra khỏi lâu đài vì dù sao cả hai cũng đã lập được nhiều chiến công cho vương quốc mặc dù bị đuổi nhưng sáu lại rất vui và cả hai đã thuê tạm một phòng trọ để ở và mục tiêu cả hai hiện tại là lắp đặt máy dịch chuyển để triệu tập các chiến binh từ tổ chức đến xâm chiếm hành tinh này nhưng sáu có hơi do dự vì dù sao anh cũng đã quen với chỗ này và alice cho biết rằng một đội quân cực kỳ đông đảo của ma tộc sắp tiến đánh vương quốc ban đầu sáu còn rất hưng phấn vì anh muốn snow nếm mùi thất bại nhưng khi nghe Alice nói về lý do Snow đuổi họ đi thay vì tử hình sau khi phát hiện việc cả hai là gián điệp thì Sáu quyết định là sẽ tích thêm điểm tà ác để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Tuy nhiên điểm của Sáu chỉ gia tăng khi làm việc xấu nên Sáu đã ra ngoài vào buổi tối để làm biến thái dọa gái nhà lành. Nhưng số anh cũng khá đen lại gặp một con mắm lại muốn anh làm tới luôn mới gây chứ. Tuy nhiên chưa kịp làm gì thì anh đã vô tình gặp phải Snow và Rose đang đi tuần. Snow liền mắng cho Sáu một trận vì cái tội biến thái còn Rose cũng thắc mắc tại sao Sáu lại rời khỏi quân đội. Vì Snow không hề nói chuyện của Sáu ra cho ai biết. Nhưng Sáu liền nói lý do là vì Snow cứ suốt ngày quấy rối cậu nên cậu chịu không nổi và mới rời đi. Sáu còn kêu Rose hãy lan truyền tin này ra khắp vương quốc. Snow đã cãi lại về việc cô làm gì làm mấy việc đó. Sáng hôm sau, bỗng nhiên mọi người trong vương quốc đều biết Sáu chính là kẻ biến thái 16, 20 chuyên kéo khóa quần hóa ra chính snow là người đã lan truyền việc đó ra khắp nơi để ngăn anh lại sau rất cay cú mà chạy về nhưng alice cũng kêu anh là biến thái kéo khóa quần cô cũng công nhận sự cố gắng của sáu và cả hai quyết định sẽ dùng chiến thuật du kích để đánh trận này tối đó sáu cùng với alice đã đi đào hố và đặt địa lôi trên tuyến đường mà quân ma tộc có thể đi qua nhằm cho chúng nổ tung trước khi chúng tiến được vào vương quốc trên đường trở về thì bỗng người dân đang bàn tán chuyện gì đó rất nghiêm trọng hỏi ra thì biết được dũng sĩ hiện tại đã bị mất tích có vẻ dũng sĩ đã truy đuổi một tứ thiên vương nhưng dũng sĩ đã dính phải ma pháp dịch chuyển ngẫu nhiên của ma tộc và tỷ lệ sống sót là vô cùng nhỏ nhoi sau một hồi phân tích thì được biết là theo như truyền thuyết dũng sĩ sẽ trải qua một kiếp nạn cực lớn và gian nan rồi từ đó mạnh mẽ lên mà vượt qua tất cả các trở ngại khác và sau cùng là đánh bại ma vương trận chiến ở tòa tháp lần trước đáng ra chính là kiếp nạn mà dũng sĩ phải vượt qua tuy nhiên sáu đã làm hộ dũng sĩ nên giờ đây dù đẩy lùi được quân ma vương thì cũng không có tác dụng gì để giúp được dũng sĩ thế nên sáu và alice quyết định rời khỏi nơi này trong lúc chuẩn bị hành lý thì công chúa tiris đột nhiên tìm đến gặp sáu cùng với alice để nói chuyện cô biết sáu chính là gián điệp của nước khác cử đến nhưng cô không bắt cậu lại tra khảo mà chỉ muốn cậu làm một chuyện tiris cho bọn họ biết rằng vương quốc này có thể sẽ bị hủy diệt trong cuộc tấn công sắp tới của ma tộc nên cô muốn cả hai hãy ở lại đây để chứng kiến thời khắc cuối cùng của vương quốc này và sau đó hãy kể lại cho vương quốc của sáu biết về sự tồn tại của vương quốc cô và hiểm họa của ma tộc có thể mang lại. Tối đó Snow cùng với Rose và Grim cũng đến tìm sáu. Anh khuyên bọn họ nếu đánh không lại thì chạy đi vì ngày mai anh và Alice sẽ rời khỏi nơi này. Rạng sáng ngày hôm sau, toàn bộ binh sĩ của vương quốc đã được tập hợp lại để tử chiến một trận cuối cùng với ma tộc. Đội quân ma tộc dưới sự chỉ huy của hai tứ ma vương Haine và tên quỷ lần trước đã tiến sát đến biên giới của họ. Nhưng những quả địa lôi mà Sáu đã đặt hôm trước giờ đây lại phát huy tác dụng khi tiêu diệt được rất nhiều golem của địch. Hai ne thì tìm được viên đá của cô ta đã bị Sáu lấy mất lần trước. Trong lúc đó, Sáu và Alice đang ngồi để xem Tiris dùng ma pháp. Đột nhiên điểm tà ác tăng lên khiến Sáu nghĩ cuốn tạp chí 18 cộng. Mà anh ném vào nhà tên nhóc đã nói xấu anh đã bị phụ huynh phát hiện. mải nói khiến cả hai không thấy được ma pháp mà Tiris làm ra. Còn hai ne thì rất cay cú vì bị Sáu cho ăn cú lửa mà dính bom. Khi quân đội ma tộc tiến đánh đến lâu đài, thì Snow đã nhờ Grim thực hiện một lời nguyền để giữ chân bọn người đá lại. Haine đã tấn công Grim thì Rose đã lao ra để bảo vệ cho cô và Grim dù đã nguyền rủa Haine nhưng ngay sau đó nó lại méo có tác dụng. Lúc này tên quỷ cũng xuất hiện, ngay lập tức Rose liền bay lên tấn công hắn nhưng hắn đã nắm chân cô mà quăng dính vào tường. Sau đó hắn định tấn công Snow thì Rose đã sử dụng ngọn lửa của mình để ngăn cản hắn ta lại. Snow định ở lại cản hắn ta nhưng Grim cùng với Rose đã yêu cầu Snow hãy chạy về lâu đài để hỗ trợ Sáu đưa công chúa Tiris rời khỏi nơi này. Trong khi đó Sáu đang cố gắng kéo công chúa Tiris trốn khỏi lâu đài. Nhưng mới chạy xuống thì bọn họ đã gặp Snow. Cô cầu xin Sáu cùng với Alice hãy cứu lấy Grim và Rose cùng vương quốc. Này tuy biết là vậy nhưng anh không thể làm gì vì số điểm tà ác của anh chỉ đủ để chạy khỏi nơi này. Nhưng thấy Snow thành tâm cầu xin thì Sáu cũng đồng ý giúp đỡ sáu liền kêu alice mua khẩu súng bắn tỉa bằng số điểm tà ác còn lại nhưng tối qua do đã mua mấy thứ tiêu khiển nên số điểm hiện tại méo đủ để mua alice trách anh giờ này còn làm mấy cái trò tào lao trước cuộc chiến vì tình thế cấp bách nên alice đã kêu sáu xuống dưới đấm cho nhà vua vài phát để lấy điểm tà ác nhưng snow và tiris đã cản anh lại vì nhà vua đã tuổi cao sức yếu nên đấm mấy cái có khi hẹo luôn chứ chẳng chơi khi biết chỉ cần Sáu làm hành động mà người khác không muốn là sẽ có điểm tạ ác thì Snow đã tình nguyện để Sáu làm gì cô cũng được. Sáu định hôn Snow nhưng do quá hồi hộp nên anh đã lỡ tay tuột luôn cái quần nhỏ của cô xuống. Trong lúc đó, Rose và Grimm vẫn đang cố chống chọi với hai cán bộ cấp cao của ma tộc. Còn Sáu thì mặc dù hơi vụng về nhưng Sáu vẫn tích đủ điểm để mua một khẩu súng ngắm cực chất và ngon nghè sáu đã dùng khẩu súng đó để tiêu diệt hết toàn bộ những con golem của quân đội ma tộc khiến tên quỷ cùng với hai ne đã phải dẫn theo một số thuộc hạ bay thẳng đến chỗ của sáu bọn chúng liền tấn công sáu cùng tất cả mọi người nhưng alice đã giúp sáu triệu hồi ra một cái cưa máy nạp ví khảm phun ngọc sát thương và được cộng mắc chỉ số chỉ với một chém sáu đã nhẹ nhàng cắt đôi được một tên ma tộc ngay sau đó sáu đã giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình rồi lao lên chiến đấu với đám ma tộc anh đã điên cuồng chém nát toàn bộ cơ thể của tên quỷ để trả thù cho vụ của grim lần trước lũ thuộc hạ của chúng cũng không thoát khỏi tình thế bị chém tan tành snow cũng mém chết vì anh cứ chém mà méo biết địch hay ta cuối cùng chỉ còn lại hai nay, cô ta thì rén lắm vì chỉ còn cô ta sống sót nhưng sáu không muốn giết cô ta và hai bên đã chấp nhận đình chiến trong một tháng khi cuộc chiến kết thúc thì sáu đã nghỉ chờ đếm ngược xong xuôi tiris thì đi động viên quân lính còn alice cũng có việc nên sáu và snow ngồi lại với nhau sau nói Snow đi tắm rửa sạch sẽ đi vì lời hứa sẽ làm mọi chuyện như cô đã nói. Snow đã tặng cho Sáu một nụ hôn thay cho lời cảm ơn và để chuyện kia lần sau. Cô còn nghĩ Sáu đang thích mình nên cô sẽ xem xét lại việc thích anh. Nhưng Sáu chỉ xem cô như món hàng để chơi một lần rồi bỏ. Snow đã điên tiết lên mà rút kiếm ra chém túi bụi Sáu cho bằng được. Sau vụ việc Tyrit đã hỏi Sáu có muốn quay lại làm hiệp sĩ không thì anh từ chối thẳng thừng do anh không muốn trông coi thuộc hạ nữa. Snow đến và hỏi Sáu lại rằng nếu không làm kỵ sĩ thì anh có muốn làm lính đánh thuê hay không thì Sáu đồng ý. Lúc ra về Alice cho Sáu biết điểm của anh giờ đã âm nên nếu về thì xác định mất việc. Sáu nghe vậy thì rén nên chắc chắn rằng bản thân sẽ vắt cạn điểm từ các cô gái trong đội. Alice thì vẫn lên đường về làm máy cũng như báo cáo lại cho cấp trên. Sau khi biết mọi chuyện là do lão tham mưu hại mình thì Sáu cùng với Alice đã gặp lão ta và dùng băng dính lấy đi mớ tóc còn lại trên đầu cho lão hói luôn. Vài ngày sau đó, tổ chức đã liên lạc cho Sáu và anh đã trách bọn họ về vụ việc dịch chuyển lần trước. Rõ ràng tỷ lệ thành công dưới 50%. Vậy mà dám bắt anh sử dụng và xém tí là mất miệng cái mạng này rồi. Sau yêu cầu Atta rốt phải đền bù cho cậu thật thỏa đáng. Yêu cầu anh đưa ra chính là cô phải kết hôn với anh. Atta rốt lại trả khoái quá, nhưng cô vẫn phải ngăn Sáu nói thêm gì khác, bỏ qua chuyện đó. Sáu thắc mắc tại sao tổ chức chỉ cử một viện binh tới chỗ anh dù rõ ràng trong báo cáo đã nói nơi này luôn xảy ra chiến tranh. Hóa ra bên phía tổ chức cũng đang gặp khó khăn vì lực lượng hiện tại của họ đang phải đối phó với lũ anh hùng muốn lật đổ tổ chức. Anh nằng nặc không chịu nên đã xuất tuyệt chiêu kéo khóa quần của mình để uy hiếp cô. Do đó nên sáng hôm sau, tổ chức đã gửi một anh chàng người hổ đến hỗ trợ cho Sáu cùng với Alice. Mới gặp nhau thì cả hai đã đòi solo để xem thằng nào mạnh hơn. Mới chiêu đầu thì Sáu đã vô tình làm gãy thanh kiếm mà anh mượn được từ Snow. Alice nhanh trí kêu Sáu hãy dùng cơm dán lại và vừa như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng Snow bất ngờ tìm đến Sáu để đòi lại thanh kiếm mà anh đã lấy trộm. Sáu không thể giấu nên đã đưa ra và liền lấy lý do là thanh kiếm của Snow đã rất dũng cảm khi đi đấu với Ma Vương và rồi hy sinh. Một lý do hết sức nhảm cớt nhưng lại đầy sức thuyết phục. Snow đã khóc hết nước mắt khi nhìn thấy thanh kiếm đắt tiền của mình bị gãy làm hai. Tuy nhiên khi được anh người hồ tặng cho một thanh katana thì Snow đã quay xe vui vẻ trở lại rồi ôm chầm lấy anh ta. Nhưng anh hồ chỉ thích mấy bé loli biến thái hentai xúc vật chứ con mắm đầy đủ hàng họ điện nước như snow đây thì anh đây chê và méo hứng thú tối đó tại quán rượu mọi người cũng biết việc sáu cùng với alice được gửi tới đây để điều tra thế giới này alice đã nhờ snow một chuyện và hứa sẽ trả công cho cô khi thực hiện xong nghe đến tiền là snow liền đồng ý ngay vì hiện tại cô còn mắc nợ hôm sau snow đã dẫn bọn họ vào trong một khu rừng để tìm tìm hiểu về các loài động và thực vật ở đây cả nhóm đi một hồi thì thấy xác của một con rắn đang bị treo lơ lửng snow biết đây là hành vi đánh dấu lãnh thổ của một bộ tộc và bọn chúng sẽ tấn công con mồi bằng vũ khí nguyên thủy mới nói xong thì một cây diều liền sượt ngang mặt sáu khiến anh la làng mà chạy mất dép khi anh quay lại thì nhận thấy bản thân đã bị lạc khỏi hai cô gái trong lúc đang hoang mang thì một con tôm khổng lồ xuất hiện đằng sau khiến anh mất hồn mất vía nhưng con tôm này không có ý định thù địch và đang bị thương nên sáu quyết định sẽ kết bạn với nó đang lúc tìm được huynh đệ trí cốt thì snow bỗng dưng lao ra chém con tôm đó ra làm hai rồi đem về làm tôm nướng luôn mọi người thì thưởng thức con tôm rất ngon lành trong khi sáu thì thương tiếc sau đó alice và grim đã tranh cãi nhau về việc alice méo tin ma thuật hay phép thuật là có thật vì nó phản khoa học bị xúc phạm đến thần linh khiến grim cũng tức tối một bên tin vào khoa học còn một bên tin vào thần linh thế là cả cả hai đã kéo nhau ra bên ngoài để chứng minh bản thân mới là người đúng còn sáu thì méo biết tại sao bản thân lại đi ra đây xem hai con vợ này làm mấy trò dở hơi khi cần xuống tay với một con thỏ để hiến tế lên thần linh thì Grim lại không nỡ ra tay. Thấy vậy Alice liền giúp một tay cho nhanh, nhưng Grim có thể lấy một vật khác ra thay thế cũng được. Ủa rồi sao không lấy ngay từ đầu đi, sau đó Grim đã thực hiện nghi thức gọi thần linh mà cô tôn sùng ra cho Sáu và Alice xem. Nhìn có vẻ hào nhoáng và khủng khiếp lắm, thế nhưng thứ được gọi tới là một chị gái ác ma ngực bự mông to. Cô ta sẽ hoàn thành nguyện ước của người thỉnh cầu. Và dù là gì thì cô ta cũng sẽ thực hiện được. Sáu liền kêu cô ác ma biến bản thân thành vị vua có dàn harem bao quan minh nhưng sáu sẽ phải dùng linh hồn của mình để đánh đổi. Đang định giới thiệu tên thì Alice đã nắm lấy tấm vải chứa vòng tròn ma thuật mà rũ điên cuồng. Alice cũng nhận thấy gì đó và hỏi cô ác ma về bản thể thật sự ở đâu vì đây chỉ là ảnh chiếu 3D. Alice nghi ngờ cô ta là kẻ lừa đảo nên cô ác ma đã tức điên lên mà tấn công. Nhưng do Alice là người máy nên méo có tác dụng gì? Thấy thế nên cô ta sẽ hoàn thành nguyện ước của Alice xem như chứng minh alice đề nghị cô ta tạo hai ba hành tinh có con người sinh sống khiến cô ta phải khóc thét vì cái đó hoàn toàn là quá sức nếu không được thì tiêu diệt toàn bộ sinh vật thù địch trên hành tinh này bao gồm ma vương ma tộc ma thú hay mấy thứ nguy hiểm khác thấy có nhiêu đó mà cô ta vẫn không làm được thì alice liền kêu cô ta giúp sửa nhà vệ sinh vì hiện tại nó đang bị tắc cô ta tức quá mà biến về hình dạng nguyên thủy là một ác ma rồi xin lỗi alice mà chạy luôn trong khi đó công chúa tiris đang cố gắng kích hoạt cỗ máy gọi mưa bằng mật khẩu bẩn bựa do sáu đặt ra nhưng có vẻ như cỗ máy đó chỉ hoạt động khi mật khẩu được đọc trước mặt toàn bộ người dân của vương quốc trước khi cỗ máy gọi mưa được sửa lại thì vương quốc đã giao dịch với vương quốc láng giềng để nhập thủy tinh thạch về đó là thứ có thể tạo ra nước và từ khi cổ máy được sửa xong thì vương quốc đã hạn chế việc nhập thủy tinh thạch lại vậy mà tới phút chót đức vua lại không muốn đứng trước bàn dân thiên hạ để đọc lên cái mật khẩu bẩn bựa mà sáu đã thay đổi nên ông đã bỏ trốn mất tiêu công chúa tiris cũng không muốn đọc to cái mật khẩu xấu hổ đó trước mặt mọi người nên cô đã giao cho nhóm của sáu đi làm đại sứ và sang vương quốc láng giềng để mua thủy tinh thạch về đổi lại vương quốc cô sẽ cung cấp toàn bộ thông tin về các di tích đang ngủ yên trên khắp đại lục cho sáu biết ngay sau đó cả nhóm của sáu đã cùng nhau đi tới vương quốc lân cận bằng con xe mà sáu mới tậu được vừa mới tới nơi thì cả nhóm đã được người của vương quốc láng giềng tiếp đãi rất chú đáo tối hôm đó hoàng tử của vương quốc này đã tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn để tiếp đãi đoàn sứ giả. Ngoài Sáu và Alice là bình thường ra thì ba con mắm kia chả có ai chịu ngồi yên. Grim thì liên tục tìm mấy anh đẹp dai để dụ dỗ. Rose thì ăn không ngừng nghỉ khiến nữ tu kế bên nhìn mà sợ luôn. Còn Snow thì đang mơ tưởng đến việc trở thành hoàng phi của vương quốc này. Alice và Sáu cho rằng Snow sẽ vỡ mộng vì tên hoàng tử này vô cùng xấu xí, bụng phệ, ít tóc đặc biệt là háo sắc. Nhưng khi nhìn thấy hoàng tử xuất hiện thì Snow đã bất chấp ông ta dù có xấu đau xấu đớn thì cũng phải quyến rũ để được làm phi tần. Cả hai nhận ra rằng con mắm này sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn miễn là đối phương có tiền. Tuy nhiên mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, khi biết ông ta chả có hứng thú gì với bản thân thì Snow đã quay xe chửi ông ta là đồ háo sắc. Còn Grimm thì đang nguyền rủa một tên quý tộc khi biết người ta đã có vợ, nhưng bị phản nguyền khiến cô đã lăn đùng ra và nằm ăn vạ khiến Sáu và Alice nhìn mà bất lực với mấy cục nợ này trong khi ba cục nợ làm loạn phía trên thì sáu cùng với Alice đã lẻn xuống tầng hầm của cung điện và cả hai đã vô tình đụng độ phải một tứ thiên vương khác của ma tộc có tên là Russell ở đây. Sáu đã nhanh chóng tóm được thằng nhóc đó, tuy nhiên hai nè đột nhiên xuất hiện khiến sáu liền lao thẳng về phía cô ta. Anh đã bắt cô ta lại rồi dở đủ trò để tra hỏi cô ta. Alice nhìn mà không phục sáu luôn, cô muốn sáu hãy bộc lộ bản chất đê tiện, biến thái hen tai xúc vật ra, rồi là ủng hộ hay chửi vào mặt người ta vậy điểm tà ác của sáu cũng liên tục tăng lên khiến sáu rất đắc chí mà cứ bóp nắn đủ kiểu ngay sau đó sáu đã giận dữ chạy đi tìm tên hoàng tử để chất vấn ông ta việc đất nước này đang bán thủy tinh thạch cho ma tộc ông ta cũng thừa nhận việc đó vì bọn họ đã ký hiệp ước bán thủy tinh thạch cho ma tộc để đổi lại việc vương quốc sẽ không bị ma tộc tấn công khi này hai ne cũng xuất hiện và cô ta cho rằng điều này chẳng có gì sai hết vì đôi bên đều có lợi thấy vậy snow đã sử dụng mỹ nhân kế để cầu xin hoàng tử và hai ne cũng không chịu thua Cả hai đã diễn ra màn kéo co vô cùng gay cấn, nhưng không ngờ là vị hoàng tử này lại không bị nữ sắc cám dỗ nên cách làm của cả hai gần như không có tác dụng. Thấy ông ta cứ nhìn chằm chằm bản thân khiến sáu liền nghi ngờ ông ta lại là làng gốm bát tràng, không còn cách nào khác. Sau quyết định là sẽ sử dụng tới kế hoạch cuối cùng của mình và kế hoạch đó chính là đặt con hàng của anh ngay trên đầu của hoàng tử để làm búi tóc samurai. Hành động của anh khiến cả đám phải trầm trồ thế là hành động vô lễ của Sáu đã khiến vương quốc láng giềng liên minh với ma tộc để tuyên chiến với vương quốc của Tiris luôn. Nhưng thê thảm nhất là Snow khi cô mới được lên chức bây giờ lại bị Sáu làm cho mất cả chức. Và để chuẩn bị cho chiến tranh sắp diễn ra thì cần có thời gian chuẩn bị, hiện tại bọn họ cần nhất chính là nước. Vì vương quốc không thể cầm cự đến lúc chiến tranh diễn ra thế nên công chúa đã bắt nhóm của Sáu phải đi tới lãnh địa của Sa Vương để truy tìm một loại quả có tên là quả nước nhóm của sáu đã ngay lập tức lên đường tiến vào lãnh thổ của sa vương rose cho rằng việc này chẳng khác gì tự sát sáu sau đó hỏi grim về lời nguyền bất lực mà cô định ém lên tên quý tộc thì lại bị anh né mất anh hỏi cái đó sẽ như nào thì được biết lời nguyền sẽ chạm trúng một người bất kỳ thì sẽ mất sau thấy lạ vì tên hoàng tử đột nhiên hết hứng thú với nữ sắc rồi đó thấy liên quan rồi đó sáu cho biết grim đã làm lớn chuyện nhưng cô cho rằng bản thân là đã bảo vệ trong trắng cho snow nhưng mặc kệ không cần biết gây chuyện là gây chuyện sáng hôm sau, rất nhanh cả nhóm đã đến được lãnh thổ của Sa Vương và tìm được một đống quả nước để hái đầy một túi lớn mang về. Snow thì rất vui vì việc bị cắt trước sẽ bị bãi bỏ, nhưng chưa kịp rời khỏi đó thì Sa Vương lại đột nhiên tỉnh dậy với hình dạng là một con chuột chuỗi khổng lồ. Sáu nhận ra mấy quả nước mà bọn họ vừa lấy được là một phần trên người của Sa Vương. Sau có cảm giác không lành và ngay lập tức Sa Vương đã lao về phía chiếc xe của bọn họ với một tốc độ chóng mặt. Alice đã yêu cầu tất cả mọi người nhảy ra khỏi xe để tránh đòn tấn công đó chiếc xe cùng với đống quả nước khó khăn lắm mới hái được cứ thế bị chôn vùi trong cát. Sau tấn công vừa rồi của Sa Vương, cả nhóm đã phải quốc bộ trên sa mạc để tìm đường quay trở lại Vương quốc. Tuy nhiên cả đám đã đi mấy ngày liền mà bọn họ vẫn chưa tới nơi, y trong khi cả đám đã kiệt sức và thức ăn đã gần cạn kiệt. Chỉ còn lại mấy bộ phận của Trần Tinh thu nhặt được nên bọn họ đành nấu lên ăn tạm. Nhưng Sáu thì một mực từ chối ăn mấy sinh vật giống người nên họ đã bắt anh lại rồi đút cho Sáu một muỗng to đùng để ép anh ăn. Tối đó Alice cũng không thể chịu nổi tình cảnh này nên cô đã đề nghị Sáu làm mấy trò bẩn bựa với Snow để kiếm điểm tả ác. Sáu nghe rất có lý nên định thực hiện ngay và luôn. Trời nóng nên cả hai cứ để anh lột hết da cho mát. Nhưng Snow phản kháng kịch liệt quá khiến anh định chuyển sang Grim đang nằm bất tỉnh. Sáu đã nhìn quần lót của Grim để tăng điểm tả ác với mục đích gọi đến một cái xe ô tô khác. Nhưng số điểm cộng vào thì trả được bao nhiêu? Mấy ngày tiếp theo. Cả nhóm phải liên tục di chuyển nhưng vẫn chưa thấy làng mạc hay thị trấn nào. Họ chỉ có thể đi vào ban đêm để tránh cái nóng và việc làm mấy trò con bò với Grim cũng chẳng có tác dụng vì hành động đối với người bất tỉnh thì không được cộng điểm. Sau nhiều ngày nhịn đói, Sáu đã gửi yêu cầu mượn điểm dùng trước nhưng không có phản hồi khiến anh nghĩ là Ata Rốt đã chơi xỏ anh nên khi về sẽ biến cô thành đối tượng để cày điểm. Rose thì cứ nhìn Grim với một ánh mắt kỳ lạ. Sau vài ngày nữa, Snow đã không chịu nổi nên cô đã vứt đi liêm sỉ để đề nghị Sáu nhìn hàng của cô để tăng điểm tả ác nhưng do hành động của cô là tự nguyện nên điểm số cũng không thể tăng lên được. Cô đòi xiên sáu và anh để ý thấy Rose có ánh mắt như đang trông đợi gì đó từ cuộc ẩu đả. Anh nhận ra là từng thấy ánh mắt này từ một đồng nghiệp và nó giống như ham muốn trỗi dậy. Nhưng làm với đứa như Rose thì bị bắt vì ấm dâu mất nên Sáu đã đề nghị Snow cùng anh là một nháy để kiếm thêm điểm. Nhưng Sáu không dám nhảy vào vì Snow sẽ cắt dụng chuối của anh. Anh đã cố dùng lời lẽ để thuyết phục Snow. Đang sắp thuyết phục được thì Snow lăn ra bất tỉnh vì kiệt sức. Nhân cơ hội này Alice bảo sáu hãy tranh thủ kiếm điểm tà ác trên người Snow khi Snow vẫn còn ý thức. Nhưng chưa kịp làm thì Rose đã không chịu nổi mà muốn làm sáu một phát. Sáu tưởng đây là cơ hội mà Rose muốn nên anh đã xách Alice mà quăng ra ngoài để anh hành sự. Anh muốn Rose cứ tự nhiên vì đây là bản năng. Rose muốn làm người tấn công và cô sẽ không để sáu đau nhiều đâu. Nhưng anh muốn bản thân phải làm trái ý Rose để được điểm. Alice đi vào và thấy cả hai có nghe khớp nhau nhưng thật sự thì không. Sáu thì nghĩ là sẽ được ăn Rose theo nghĩa sinh lý. Nhưng ý của Rose là muốn ngoạm Sáu một cái vì cô quá đói rồi. Rose liên tục lao đến khiến Sáu phát kinh luôn. Anh định chạy thì vấp Grim mà té. Alice cũng ra ngoài để cả hai thoải mái. Thế là cả hai đã phải đấm nhau suốt cả một buổi tối để giành giật lấy sự sống. Tuy nhiên nhờ đấm nhau với trẻ con nên Sáu đã kiếm về cho mình được một đống điểm và Sáu đã tậu được một con xe khác cùng đồ ăn để chở mọi người quay trở lại vương quốc mặc dù đã an toàn trở về nhưng bọn họ lại thất bại trong nhiệm vụ đi tìm quả nước về cho vương quốc và công chúa tiris đã cho bọn họ biết rằng lũ ma tộc đang lên kế hoạch để chiếm lấy một món vũ khí cổ đại có trong một di tích cổ xưa nên cô muốn họ phải ngay lập tức lên đường tới khu di tích đó để cản bọn chúng nhưng alice thì muốn cướp luôn cái món vũ khí cổ đại đó chứ ngăn làm gì cả công ty của sáu bây giờ đã tổ chức tiệc để xả hơi sau trận chiến dài với anh hùng trong lúc hai cô sếp đang tranh cãi với nhau về việc Sáu ở bên kia có ổn hay không thì tiến sĩ đã quay cả hai lại và chiếu cho các đồng nghiệp xem để cày điểm tả ác. Sáu vừa đưa Grim đi hồi sinh về thì thấy thư từ tiến sĩ gửi đến các nhân viên nên mở xem và thấy hai cô sếp đang mặc đồ bơi khá là nóng bỏng. Được một lúc thì tiến sĩ Lilith bắt mọi người phải đăng ký để xem thêm. Sáu và tất cả đương nhiên đăng ký. Lilith vẫn cố vừa che giấu vừa quay trong khi hai cô sếp đang cá cược với nhau xem ai sẽ là người thắng trong cuộc bình chọn giữa các nhân viên. Lilith cũng tự tin bản thân sẽ thắng dù mọi lần đều đáy bảng. Hai cô gái còn lại nghi ngờ Lilith đã mua chuộc nhân viên, nhưng họ vẫn cho rằng cô thì đào đâu ra tiền mà mua. Lilith cũng thắc mắc không biết Sáu sẽ bỏ phiếu cho ai. Còn Sáu thấy mấy bà cấp cao này lâu lâu cũng được việc. Alice thì thắc mắc không biết nếu vụ này bị lộ thì tiến sĩ sẽ bị hành như nào, y như lời sấm. Ata dốt thú nhận bản thân khá thích Sáu vì cả hai đã quen nhau từ lúc mới thành lập công ty. Cô đi đâu Sáu cũng luôn đi theo và đồng ý làm mọi việc cô giao. Có điều cô sợ nhất là khi đã chinh phục được thế giới thì các nhân viên sẽ bị đào thải. Lilith sợ nhân viên nghe được nên bắn pháo hoa lên đánh lạc hướng. Đúng lúc hai cô xếp đi ra chỗ nhân viên tiệc tùng thì thấy màn hình lớn quay lại cả hai và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Ata rốt xấu hổ nên Lilith đã gọi cho Sáu để nhờ anh an ủi nhưng anh chẳng được tích sự gì nên hai cô gái phải tự an ủi nhau bằng cách xem kết quả bầu chọn. Nhưng Lilith lại đứng đầu. Có điều Ata rốt nhận ra số phiếu vượt quá số nhân viên nên cho lọc phiếu nhưng Lilith vẫn đứng đầu, dù sao thì cô cũng không ganh tị lắm. Cô nói chuyện với Sáu và ôn lại những chuyện trước đây, Sáu cũng thú nhận bản thân trước đây đã đi gian lận phiếu để cô đứng đầu nhưng lần này thì anh không hề làm được gì nhiều. Lilith lại gây họa khi đi tuyển thêm nhân viên để bỏ phiếu và sau đó đuổi hết. Hai cô xếp phải hành Lilith một trận rồi cho cấp dưới đuổi hết và trả phí đền bù thì tính vào lương của Lilith mà trừ. Atta rốt khi xử lý xong xuôi thì hỏi thử Sáu đã bỏ phiếu cho ai. Sáu đỏ mặt định trả lời thì bên trái đất có tin báo đến là anh hùng tấn công nên họ phải gác lại mà chiến đấu trước. Ata rốt ra cho Sáu mệnh lệnh là phải chứng minh tổ chức của chúng ta vô địch bằng cách đánh bại hết lũ ma tộc đấy. Ngày hôm sau Sáu cùng nhóm của mình lên đường đến khu di tích đó. Trên đường đi, Snow không ngừng khóc lóc do giờ không còn tiền mà trả nợ nữa. Alice động viên cô bằng cách hứa nếu cô làm tốt vụ này thì Alice sẽ trả cô 3 tháng lương. Nghe tiền thì Snow nghe giam giáp, chiều đến cả nhóm đã tiếp cận trại của hai này. Snow dự định sẽ tập kích trong đêm để hạ sát hết địch, nhưng ai cũng thấy cách này quá hèn hạ nên sáu đề ra cách khác là ngày mai hãy theo sát hai ne và Russell để họ xử lý hết bẫy rồi mới bay ra chiếm thành quả. Đấy mới là đỉnh cao của tội ác. Sáng hôm sau nhóm của sáu đã thành công lẻn vào. Rose thấy nơi này khá quen thuộc, còn Snow thì cố vơ vét được thứ gì hay thứ đấy để đem về kiếm tiền, nhưng sáu nói cứ để đấy quay về nhặt sau. Cả nhóm thấy hai ne và Russell nên chờ họ xử lý hết robot canh gác mới đi theo thấy cả hai cố gắng đến vậy nên cả nhóm có chút ái náy nhưng sáu nói tất cả vứt hết lương tâm đi vì đây là phục vụ đất nước chưa đủ thuyết phục nên alice dùng tiền dụ snow sáu dùng thức ăn dụ rose còn grim thì chẳng cần dụ do toàn ngủ bên hai nay cũng đã đến được căn phòng chứa vũ khí ấy roussel muốn dùng nó để diệt xa vương và sau đó diệt hết loài người nhưng hai nay không muốn hại đến con người do cũng chỉ là chiến tranh đưa đẩy. trừ sáu ra vì cô căm hận anh ta đến xương tủy nhưng đúng lúc sơ sẩy thì sáu đã vào cho Russell một cú chí mạng và cưỡng chế hai ne. Hai ne nhận ra kế hoạch của nhóm sáu và uất ức đến phát khóc. Sáu mặc kệ vì anh là ác nhân nhưng Alice cho biết Russell tỏi luôn rồi, lo sợ bản thân sẽ thành một kẻ giết con nít nên sáu cùng Alice đã chữa cho cậu ta khiến cậu ta tỉnh lại trước khi quá muộn. Sáu muốn Russell chỉ anh cách điều khiển món vũ khí này hoặc hai ne đi chầu. Russell cũng nghe theo nhưng tất cả là bẫy khi chỉ cần khởi động thì Russell đã tự vào trong vũ khí được. Vũ khí này thật ra là một bộ giáp chiến và Alice thấy không chiếm được nữa nên yêu cầu sáu phá hủy luôn cũng được. Sau lấy hai ne ra đe dọa nhưng hai ne đã có cách và dùng viên đá của mình để dịch chuyển về chỗ ma vương. Nhưng trước đó thì sáu vẫn kịp giữ lại cái áo lót của hai ne, điểm tà ác được tăng lên. Russell tức giận nên đập phá lung tung, nhóm của sáu buộc phải bỏ chạy nhưng Russell đã có đường nên ra chờ sẵn buộc cả nhóm phải chui vào lại. Di tích này quá yếu nên họ cần kế hoạch gì đó để chạy lại sáu hỏi grim có yểm bùa lên bộ giáp kia được không nhưng cô cũng không chắc nên sáu bảo cô lấy alice mà thử nhưng lời nguyền lại phản tác dụng khiến grim lại chưa đánh đã nằm snow thì vẫn tranh thủ nhặt được thứ gì thì nhặt rose nói bản thân muốn đứng ra đàm phán vì cô cùng là giống loài với russell sáu định đồng ý nhưng thấy rose run rẩy nên thôi vì anh nghĩ rằng giao hết mọi việc cho một cô bé tập sự thì lại không đúng lắm sáu hỏi alice nghĩ ra cách gì chưa thì cô đã có nhưng sẽ có ba rủi ro Thứ nhất là sẽ không thể thu hồi lại bộ giáp kia nữa. Thứ hai là sáu sẽ bị âm thêm điểm. Thứ ba sẽ phụ thuộc vào việc sáu câu được cho cô bao nhiêu thời gian. Sáu chấp nhận kế hoạch của Alice và chạy ra ngoài. Còn cô và những người khác quay lại căn phòng ban nãy để gọi đồ đến và lắp đặt. Sáu chạy ra ngoài và câu kéo Russell, nhưng Russell lại mặc kệ sáu mà định tấn công vào trong kia trước. Tình thế này buộc sáu phải dùng đến súng đạn và bom. Đồ thô sơ này không đủ nên anh yêu cầu đến cả tấn vũ khí và câu giờ liên tục. Mãi thì Russell cũng chán ghét nên lại quay vào trong kia. Buộc sáu phải dùng đến cây cưa thần thánh lần trước. Anh chặt một nhát vào chân và lần đầu làm bộ giáp bị hư hại. Phần chân không trụ vững khiến cả bộ giáp ngã sập xuống. Sáu chạy không kịp và bị đè xuống rồi tóm lại. Tưởng chừng anh đã không còn cơ hội thì cơ hội lại đến với anh. Alice đã hoàn thành món vũ khí được đặt đến. Sáu cho biết đây là niềm tự hào của công ty. Cỗ máy chiến đấu được mang tên là kẻ hủy diệt. Sáu tỉnh dậy sau một thời gian điều trị và hỏi Alice chuyện đã xảy ra. Ice cho biết cô đã đập bộ giáp kia thành đống sắt vụn. Nói thật ra thì bộ giáp kia tốt hơn của họ nhưng do trình độ người lái chênh lệch nên mới vậy. Bộ giáp của họ cũng đã có vài hư hại nhưng Alice sẽ sửa lại cho trơn tru hơn. Alice cũng cho biết Russell đã bị áp chế và nhốt lại. Đúng lúc Sáu đang muốn trả thù nên cùng Alice đến tìm anh cùng alice đến gặp và đưa ra một đề nghị với russell rằng cậu ta sẽ dùng năng lực của mình tạo ra nước cho quốc gia này hoặc là bị anh hổ đây hấp diêm russell vẫn mạnh miệng không sợ cho đến khi gặp anh hổ một người thích loli và bất chấp đó có là cú có gai russell sợ vãi ra quần và chấp nhận đầu hàng sau vụ này grim than vãn vì bản thân chẳng làm được gì sáu cho rằng cô là cây hài của đội nhưng vẫn thắc mắc vụ có phải grim không đi giày được hay không cô cho biết nếu đi giày thì cô sẽ phát nổ nhưng sáu muốn alice mang tất đến đây và đi vào cho grim và đen đủi khi tất cũng khiến grim nổ tung công chúa ở trong cung chỉ thấy cột khói bốc lên và tiếng cả nhóm đang kiếm nước dập cho grim báo cáo cũng đã được gửi đến các sếp và yêu cầu thêm viện binh cô sếp thích anh sáu đang nghĩ có khi bản thân thử đến làm viện binh xem sao còn sáu và alice đã hoàn thành xong các yêu cầu được giao lúc ban đầu nên từ giờ có thể thư thả và kiếm đủ điểm để quay về anh sáu nghĩ rằng nếu bản thân không thể quay về vậy thì sẽ chinh phục cả thế giới này rồi khi đó lập luôn cả dàn harem cho sướng phim đến đây là kết thúc nên hẹn mọi người ở video sau nếu muốn các bạn có thể xem toàn bộ phim trên youtube với cái tên chiến binh sẽ được phái đi còn giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại